Xưa mời các bạn về Cao Bằng thì đúng cái dịp này là đang có lễ hội vui quá, chúng tôi thật sự là cảm động và thấy thành phố của các anh các chị và các bác ở đây quá đẹp đi ạ, đẹp quá đi ạ. Thì lần sau mà nếu còn có các bạn thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu họ về đây ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Thay thay mặt cho những người tổ chức chương trình xin trân trọng cảm ơn tiếng hát của vị du khách đến từ Bulgari và xin chúng chúc các quý vị có một chương trình khám phá và tham quan Cao Bằng thật vui và nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn.